sập nhà. Ôi trời ơi. Nó cẩn thận đứt tay. À, anh đập nốt này nè. Ba bà ăn một xíu. Hai chị em nhắm mắt lại nhá, khi nào bỏ bỏ mới được. Bỏ tay ra nhớ chưa? Không được ai bỏ tay ra đâu nhớ chưa? Bỏ ăn không được bỏ tay ra, nhắm mắt vào. Ăn như vậy là bà ăn sai rồi. Sai luật rồi, nhắm mắt vào. Chưa xong luôn nhá. Chưa xong đâu. Đếm đến 1, 2, 3 mới được mở nhớ chưa? Cái gì mà tôi bóng đấy mẹ? Bí mật lắm. Nào bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Trong này nó có gì không? Có tiền. Tưởng có thức ăn chứ. Money. Đây là mổ nhá. Hôm nay đến Tết là mình mổ lợn đi. Vâng. Mổ lợn để ăn Tết nào. Con lùi đi lấy búa thì đổ con vô. Em luôn không cho đập đâu. Búa. Không có cho đập. Nào, hai chị em nào. Bà ăn để xuống. Xem con lợn này béo hay là con lợn gầy nhá. Béo. Mổ đi xong xem đấy. Cân là bao nhiêu cân à? À chị anh Thư. Đập lợn thôi. Lo lắng quá à. Sập nhà. Ôi. Cẩn thận đứt tay. À anh đập nốt này nè. Ba bà ăn một xíu. Đồng này 1.000 đến sao ấy? Đâu, 100 à? Đấy, đồng 100 à? À đây rồi. Kéo nước tay này. Ấy, bây giờ đọc tiền thôi đi mẹ. Em ơi, còn có đồng xu nữa cơ. Có cho ông này. Bán. Nào bây giờ hai bạn nhỏ đếm nào. 20.000, 20.000, 20.000. Tôi cũng lại. Chuyển hết tiền sang bên công kia bông rồi. Nhặt tiền sang bên kia đi để mẹ nhặt cái này đút tay. Lọc 20.000 nhá. Bán lọc 50.000. Con cứ cho ra ngoài kia đi đã để mẹ nhặt cái này đã bẩn. Đút tay. Ui nhiều tay chưa đi. Cứ ăn thùng tay. Ôi bà ăn lính với đồng hồng à. Nhặt anh thường nhặt hết cả đi quay cả con nhặt toàn to to à. Bà ăn. Ui đồng này to thế, bỏ ăn này. Bé. Sao lại bé? Ui đồng này đẹp này cơ mà. Đồ con đo. Đồ con đo á? Con đo xem to hơn hay bé hơn. Rồi con để bốc sang bên kia đi. Bên kia con đã làm mà. Đấy, anh Thư ấy bảo An là biết cái sức mạnh của sự tiết kiệm chưa? Hả? Mình phải tiết kiệm thì mình mới làm được một việc lớn, nhớ chưa? Đấy chưa? Thì năm nay mừng tuổi thì năm nay Tết năm nay mừng tuổi lại nuôi một con lợn mới nhá. Wow. Rồi. Thế cái số tiền này thì bây giờ để làm gì đấy? Bây giờ để tiêu đi. Tiêu con đi. Hai bạn nhỏ kiểm đi cùng mẹ đi xong là được bao nhiêu xong đưa cho mẹ cất nhớ chưa? Đưa cho mẹ cất để chi tiêu vào việc học tập, mua đồ dùng học tập và tất cả để dùng vào những thứ khác của hai đứa nhớ chưa nhỉ? Đến phải xem được bao nhiêu sau đó là lại đưa cho mẹ cất xong là năm mới lại nuôi con lợn mới nhớ chưa? Để nắm được con số là như thế nào? Nếu con lợn là yêu. Tháng năm có tăng hơn. Nếu mà phải mua con lợn to hơn. Năm nay trên nhà các em mua con lợn to hơn. Đây. Nếu con này bé quá con này vậy là bỏ cũng là nứt. Nó bỏ một nghìn mít rồi. Cái này mẹ lấy tờ này mẹ xếp xem. Không là bố con đút được à?
Cứ thêm hai hết giờ đã, thêm hết giờ mới lọc xong. Rồi ạ. Nó phải đặt trước cái đỏ đỏ bà. Không phải cái nhung nó vậy, cái bạc trắng vậy. 10.000 đúng không ta? Có bạn tới 2.000 à? Đây, tiền là cũng là tiền nhớ chưa nhỉ? À cái chiếu này thì nó đừng hút đây nhá, để bốc ra ngoài cái ru nhá. Cái chiếu. Thôi. Mẹ đồng số xem năm ngoái được bao nhiêu. Đây bây giờ mẹ đếm nè. Mẹ đếm bên đấy để con đếm bên này. 5 này. 10 này. 15 này. 20 này. 25 này. Dư đây cho mẹ. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 triệu 8 40 41 42 cộng lại 43 tao không đồng đâu là 44 4 triệu 8 nha. Có 11 tờ. 4 triệu 8 đếm cho. Mẹ đếm cho. 4 triệu 9. Đâu có phải. Mẹ đếm cho. Không, con đếm. Ôi giời ơi, mẹ đếm cho nhanh. 100.000 mới là 4 triệu 9 chứ con 10.000 nó có 4 triệu 9 rồi, con tính nào thế? Ui. 48 rồi. 2 4 6 8 10 là 49. Còn 5 triệu. Nào, chết cả. bảy mươi đấy, 5.472.000 xếp vào đây to là có xé được tổng là được bao nhiêu hả mẹ Nhung? 5.472.000 tổng tiền tiết kiệm năm ngoái của nhà mình là 5.472.000 mọi người ạ. Và bây giờ hai chị em mình sẽ giao số tiền này đưa cho mẹ mình cất để chi tiêu trong việc trong gia đình. Hai chị em mình sang năm thì sẽ lại nâng lợi nữa nha. Con thấy vui không? Con bảo biết giống này. Tiết kiệm được số tiền này con có thấy vui không? Vui. Thế con muốn mua cái gì? Số tiền này mẹ sẽ mua cho hai chị em, mỗi chị em một bộ đồ chơi tự mình chọn nhá. Rất to. Và sang năm mình sẽ mua một con lợn mới to hơn nữa nhớ chưa? Vâng ạ. Đi mà đi. Tiền.
Bây giờ mình với mẹ đang làm tiền để chuẩn bị đưa cho mẹ mình cất. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta phải biết tiết kiệm để có thể dành số tiền vào những công việc có ý nghĩa trong cuộc sống. Chẳng hạn như kiểu là khi gia đình có việc cần dùng đến, chi tiêu trong gia đình hợp lý. Bảo An ơi, sang năm hai chị em mình lại nuôi thêm một con lợn nữa nhá. Mẹ ơi, mẹ mua cho con lợn mới để con nuôi. Mẹ ơi, ngày mai là Tết, có được mua con lợn không? Tết xong mình mới đi mua chứ. Ở thò đó. Mọi người ơi, mình xin kết thúc video tại đây. Và mình muốn truyền thông điệp đó đến cho tất cả mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ, đăng ký kênh, like, share và subscribe kênh cho mình nhá. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người năm mới bình an.